Chiều ngày 12 tháng 9, đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, trưởng ban cùng các đồng chí thành viên đã có buổi làm việc với xã Kim Trung về việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Báo cáo với đoàn, đại diện xã Kim Trung cho biết, thời gian qua, xã Kim Trung luôn xác định công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại xã Kim Trung đều đảm bảo công khai dân chủ, đúng quy trình, khách quan, đúng pháp luật. Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, xã Kim Trung đã tiếp 20 lượt công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý 17 trên 17 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó có 2 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền. Ủy ban nhân dân xã đã hướng dẫn công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã đã có các báo cáo kiến nghị, đề xuất và xin ý kiến hướng dẫn của các phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện để phối hợp giải quyết. Trên địa bàn xã không có đơn thư vượt cấp kéo dài, không có đơn thư tồn đọng. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, các đồng chí thành viên đoàn giám sát đã nêu một số ý kiến về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh, thời gian giải quyết theo quy định. Nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải trình các nội dung mà đoàn quan tâm, đồng chí trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện cũng đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn xã Kim Trung. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh xã hội, tạo tiền đề để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.